Là huyện thuần nông với 85% dân cư sống bằng nông nghiệp, những năm qua Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Đam Rông luôn chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ cho hội viên nông dân. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân huyện Đam Rông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức tuyên truyền được 85 buổi cho 6.375 lượt hội viên nông dân tham gia, tổ chức 4 đợt tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong và ngoài huyện, đồng thời phối hợp với cơ quan truyền thông đăng tải lượng tin, bài về mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình, tương trợ giúp nhau trong sản xuất, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Giai đoạn 2017-2022 có 2.516 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 105 hộ so với giai đoạn 2013-2017. Điển hình như các xã Đạ Rơ San, Đạ Cần Nàng, Phi Liên, Rô Men và Liên Sơn. Ngoài mô hình kinh tế tập thể, từ đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện những nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình như hộ ông Nguyễn Nghị Dũng, bà Nguyễn Phương Bắc, ông Cờ Xiên, Bà Tin Hà Bùa, Triệu Đất Dương.